Dạ, kênh Bonsai Lộc Tĩnh của Tây xin mến chào tất cả cô chú. Ngày mới chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ha. Hôm nay thì tiếp tục con ghé lại vườn của chị Diệu Huy, bonsai cây cảnh Huy Hoàng, giới thiệu đến cô chú một lô cây mới của chị. Đặc biệt là có nhiều cây ăn trái đẹp nè cô chú, seri nè, vú sữa nè, có ổ tàu nữa, sòi tứ quý và một số cái cây bonsai quen thuộc ha, mai chiếu thủy, linh sam, thì mai chiếu thủy trung nu. Mời cô chú cùng gặp lại chị Huy ha. Dạ rồi, em chào chị. Dạ, em chào anh. Em bánh chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Bonsai Lộc Tĩnh miền Tây ha. Hôm nay bonsai Huy Hoàng nha, em tiếp tục giao lưu cùng quý cô chú anh chị ạ. Hôm nay em có một số loại cây bonsai ha. Thì mấy cây này cũng lớn á cô chú, khoảng 2-3 người bưng bê ha. Thì như là seri nè, vú sữa rồi mai chiếu thủy. Với em có một số hai cây seri nhỏ ha cô chú anh chị. Thì có linh sam, nguyệt quế, mai chiếu thủy nữa. Thì cũng khoảng 10 mặt hàng để cho cô chú anh chị lựa chọn ạ. Thì số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ chốt cây với em là 0939081082, số đó là số Zalo của em luôn ạ. Dạ. Thì em ở quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ hết cô chú anh chị. Dạ đây, để em giới thiệu cây đầu clip của nhà em ngày hôm nay cho cô chú anh chị tham khảo ạ. Thì mã này là mã 1T ha. Ngày hôm nay em giới thiệu với cô chú anh chị một cây seri. Đó, cây này to lắm nha cô chú anh chị, gốc rất là to, có đế luôn. Dạ, đó, seri ha. Mấy cây này là già, nó bung nhôm rồi cô chú anh chị, nó không có còn đeo dây nữa ha. Về nhà mình đó, cô chú anh chị trồng vô một cái chậu rồi thêm phân hữu cơ đi, rồi trái nó sẽ cho quanh năm luôn á. Mấy cây già này là trái hoài luôn. Bản thân cây này là đã cho trái nhiều lần lắm rồi ha cô chú anh chị. Em xin được phép đo thông số ạ. Dạ, cây có chiều cao lên đây là được 81 ạ. Cái tán ngang của cây ha cô chú anh chị là được 75. Rồi em đo tổng tán dài nha. Tổng tán dài của cây em đo từ đây lại đây đi được 120 á cô chú anh chị. Dạ, 1m2 hả chú, tàn lì mịn hết trơn rồi. Chi cành thì ra dây luôn rồi hả chị, sữa dạ. Thì ra dây luôn. Gốc lớn là bằng ngón tay của em á, không có còn đeo dây nữa. Đó, bỏ nhôm luôn rồi cô chú anh chị ơi, đang em con tàn đó, nó đang ra lọc non rất là nhiều luôn. Cái này dạ. Về cô chú anh chị cho thêm một ít phân hữu cơ nữa, bắt đầu cây sẽ mang trái lại ha. Hôm bữa nó có bông có trái rất là nhiều luôn. Em đo tổng cái hoành thân nha, chỗ này là được 59 hết cô chú anh chị. Dạ rồi, 59. 59 nè. Mà cây có đế á cô chú anh chị ơi, để em hạo cái đế cho cô chú anh chị gõ ha. Cái đế đặt này không là... Dạ, cái đế là được 82 ạ. Dạ, 82 hết chú. Là em đo sát đó cô chú anh chị. Em đo sát vô cái hoành vành bên đây nè, chứ không có đo mà dài dài ra chỗ dạ. Này nha. Đo sát như thế này nè, cô chú anh chị nhìn cái đế cây seri nó già nha, thân nó dặn dặn như thế này đây ha. Đế nè. Rồi cốt lớn không có còn kẽm luôn á cô chú anh chị. Rồi, cây này về em bao trái với cô chú anh chị luôn, trái mình ăn vô có vị chua chua ngọt ngọt ha. Mấy cây nhỏ nhỏ hôm bữa em bán còn bông với trái nhiều lắm, còn cây này là trái nhiều lắm cô chú anh chị ơi. Thì mã này là mã 1T ha. Cây seri này em giao lưu với cô chú anh chị giá 3.500.000. Em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Dạ, 3.500.000 thôi quý chú ha. Dạ. Đúng, phải đóng kiện cho mình chị ha. Dạ đúng rồi, khi ship em sẽ đóng một cái kiện gỗ rất là to, thì tiền ship nó cũng cồng kềnh, nó cũng nhiều lắm đó cô chú anh chị. Đó. Đế đẹp luôn. Cây đế đặt kẹo cô chú anh chị ha. Cuộn như này mà thân thì sạch sẽ chị ha, không có dạ. Lỗ mục hết. Đó, 3.500.000 rồi cô chú anh chị. 3.500.000, bao ship toàn quốc luôn quý cô chú ơi. Đà. Dạ rồi. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi em sang mã 2T ha. 2T em có một cây vú sữa lò gàng á cô chú anh chị. Đó thì cây này hôm bữa nó cũng cho trái rồi cô chú anh chị ha. Cây già dữ lắm luôn. Thì vú sữa lò gàng lên chậu thì dễ cho trái hơn những cây giống vú sữa khác ha. Em xin được phép đo thông số luôn ạ. Dạ. Dạ cây có chiều cao lên đây là được 99 á cô chú anh chị. Chiều cao được 99 ạ. Cây này tàn mịn hết trơn cũng chung ấm. Rồi tán dài em đo như đều. Thế này đây là được 112, tán dài 112 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi để em vô đo cái quỳnh quỳnh thân ngay chỗ này đi. Em đo sát cái đo cái đế trước nha cô chú anh chị, sát cái phần đế trước ha. Phần đế đây là được 61 nè. Dạ rồi. Đó rồi, lên trên đây là cái thân nha. Đó cái thân đo dưới đây là được 41 hết cô chú anh chị. Dạ. 41 rồi. Em đo nhiều chi tiết ha. Ngay cái eo ở đây là được 33 ạ. Đó. Nói chung là càng về dưới đây nè, nó nở đế ra nha cô chú anh chị, lên trên thì nó giót lọt rồi ha. Cốt cành thì lớn lắm nè cô chú anh chị nha. Vú sữa mà mình nuôi ở trên chậu mà được một cái cây phơm tàn ấm mịn cốt lớn như thế này, đây là cô chú anh chị biết là nó đã thuần chậu lâu năm rồi ha. Mịn tàn dữ lắm luôn cô chú anh chị ơi. Đặc biệt là nó đã cho trái rồi luôn nữa ha. Đó. Rồi thì mã này là mã 2T nha cô chú anh chị. Cây vú sữa lò gàng này
Em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 4.800.000. Em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ha. Khi ship thì em cũng xin phép đút chậu bó bầu. Vú sữa này là thuần chậu lâu năm rồi nghe cô chú anh chị. Dạ, đó. 4.800.000 chị ha. 4.800.000 mà bao ship luôn á cô chú anh chị. Như cái cây này là tiền ship cũng hơn 500.000 rồi cô chú anh chị ơi. Đó, rất là nhiều tiền rồi, tiền đóng kiện đồ nữa nghe cô chú anh chị. Giá em bao ship cho đây, mình luôn. Chị dừng đây, em đây. Chị cành lớn theo chú mà cắt kéo rất là tốt luôn. Dạ. Đây. Cái nào mà cô chú anh chị không gọi thì cứ liên hệ số điện thoại của em có ở tiêu đề màn hình đó. Các em hỗ trợ hình ảnh thêm cho cô chú anh chị ha. Cây là liền lạc, không có lỗ một chỗ nào hết luôn á cô chú anh chị. Đó. Dạ rồi, tiếp tục luôn. Dạ rồi, em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Em sang mã 3T ha. 3T em có một cây mai chứa thủy da đen nè cô chú anh chị. Đó, cây này là cây da đen ha. Nó đang có hoa luôn cô chú anh chị ơi. Cây này về cô chú anh chị trồng vô một cái chậu đẹp đẹp ha, là cây sẽ lên giá trị rất là nhiều luôn. Rồi để em đo thông số cho cô chú anh chị rõ ha. Đây, cái mặt bên đây. Cây có chiều cao lên đây là được 74 ạ. Chiều cao 74 ạ. Rồi cái tán dài nghe cô chú anh chị, tán dài em đo từ đây qua đây là được 100 ha. Một cái gốc mai chứa thủy da đen. Bệ đế rất là to luôn nè. Cái phần đế em đo như thế này đây được 116 ạ. Dạ rồi. Rồi em đo xích lên trên đây một chút nghe cô chú anh chị, cái phần thân trên đây ha. Đó, trên đây là được 58 ạ. Đó, một thân đi cô chú anh chị, đo nhiều chi tiết cho cô chú anh chị rõ ha. Một thân là được 35 nè. Da đen mà cây như thế này đây là già nè cô chú anh chị, cốt cành qua nhậu ha. Cái này phần lần vô dây lần này á, về nó có phiết dây quá cô chú anh chị, tháo dây ra giúp em nha, là nó thành cây thành phẩm mà nó giót đọt lên trên đây còn có chút xí rồi cô chú anh chị. Cái chỗ nào mà cắt nó nhỏ là nó đã là liền sẹo luôn rồi ha. Thì có chỗ mặt cắt ở đây nè cô chú anh chị, nó đang hoa luôn á. Mai chiếu thủy da đen bông màu trắng như thế này đây và rất là thơm nha cô chú anh chị. Đó thì nó có cái phần lũa ngay chỗ này nè cô chú anh chị, mà nó đang kéo rất là mạnh luôn nha. Đó, mai chiếu thủy mà cô chú anh chị yên tâm đi, có sẹo là sẽ kéo nhanh lắm luôn ạ. Đó, còn những cái đầu cành này là liền sẹo rồi nè cô chú anh chị. Đó, như mặt cắt ngay chỗ này là đã liền rồi nè. Đây, không có còn sẹo ha. Đó, chỗ nên rồi. Ở đây là cũng có phần lũa em đã xử lý tha keo chóc da chỗ này nè, xử lý tha keo rồi. Cây nó có lỗi lầm gì thì em đã trình báo với cô chú anh chị hết rồi ha. Rồi ngoài ra thì nó không có còn cái gì nữa nha cô chú anh chị. Đó, liền lạc hết ha. Cốt cành lớn tàn mịn lắm, đang hoa luôn. Thì mã này là mã 3T nghe cô chú anh chị. Một cây mai chiếu thủy da đen như thế này đây ha. Em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 5.100.000. 5.100.000 em ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. Chậu này thì em xin được phép đút chậu bó bầu nghe cô chú anh chị. Đó, cây nó thuần chậu, khỏe mạnh, đang ra ha, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái này ha, da đen nè, chính gốc da đen luôn. Mai chiếu thủy được một gốc như thế này đây là già lắm rồi cô chú anh chị ha. Cái đế nó lớn như thế này đây nè, về sang chậu giúp em. Rồi mình chơi muốn làm hoa thì cứ lặt lá giúp em nha. Hoa thơm lắm luôn ạ. Rồi. Dạ rồi, 5 triệu 100 ngàn 100 anh 100 ngàn chị ha. Dạ. Dạ, cây to hả cô chú, nuôi lâu. Dạ rồi, mình tiếp chị ơi. Dạ rồi, em xin phép đổi cây ha. Em sang mã 4T. 4T em có một cây ổi á cô chú anh chị. Đây, ổi tàu siêu trái nha. Cây dáng giống như dáng bài vậy luôn ạ. Đang có hoa nhiều lắm cô chú anh chị. Rồi em đo thông số ha. Cây có chiều cao lên đây là 56. Dạ, có tán dài em đo từ đây qua đây là được 67 á cô chú anh chị. Cái phần thân em đo ở đây là được 28 ạ. Rồi cây có phần đế nở ra như thế này đây nghe cô chú anh chị là được 47 ha. Đây, cây ổi này nở đế cô chú anh chị ơi, thân nó cũng to nữa, dáng giống như dáng bài nè, mịn tàn dữ lắm luôn rồi. Đang có hoa nhiều chỗ dữ lắm luôn. Thì phần có hoa thì về nhà mình nó sẽ đậu trái nha cô chú anh chị. Đây nè, bông ở đây nè, bông ở đây nè ha. Đó, nó đang búp nụ li ti nhiều chỗ. Rồi mã này mã 4T ha. Cây ổi này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 1.400.000. Em ship toàn quốc với mình luôn. Chậu em xin được phép đút chậu bó bầu. Cây dáng trực nha. Nè, cái thân nó to thế này đây, còn thêm đế nở nữa cô chú anh chị. Mịn tàn dữ lắm luôn rồi. Em đã điểm hai lần dây cho cô chú anh chị rồi, về tỉa theo phân tàn có sẵn thôi. Đang bông đang trái luôn đó cô chú anh chị. Đây. Dạ rồi ha, 1.400.000. 1.400.000 thôi cô chú ha. Dạ. Rồi tiếp tục. Rồi em sang mã 5T á cô chú anh chị. 5T mới tiếp tục em lên series cho cô chú anh chị ha. Thì mấy cái series của clip trước em đã giao lưu hết rồi. Em rất là chân thành cảm ơn luôn tất cả các cô chú anh chị đã ủng hộ ha. Hôm nay em còn hai cây này cô chú anh chị. Ừ. Quá đẹp luôn series. Dạ. Rồi em đo thông số nha cô chú anh chị. Mấy cây này em nuôi lâu dữ lắm luôn nên tàn nó mịn lắm đó cô chú anh chị. Bông mà chị ha. Dạ, nó đây đang bông. Có hoa nhiều lắm anh. Đây bông mà.
Rồi cây có chiều cao lên đây là được 55 đó cô chú anh chị. Cây suri này chiều cao 55 nè. Cái tán dài em đo từ đây tắt qua đây thôi là được 70 đó cô chú anh chị. Đo theo cái dòng cung này là nó dài lắm luôn ha. Tán dài được 70, chiều cao 55. Cây đang có hoa luôn ạ. Cái hoành thân em đo ngay chỗ này nè cô chú anh chị. Đó thì dính mấy cái cọng rễ đây em trừ hao đi là còn khoảng 15 cm đó cô chú anh chị. Đây nè, nếu mà đo sát đây thì 15, em đo hết cái này là 19 cm đây nè. Nó có phần đế nơm lên. Cốt cành nè cô chú anh chị tham khảo nè. Có một số chỗ là đã không còn kẽm luôn á. Mịn tàn dữ lắm luôn cô chú anh chị ơi. Đây, tàn mịn như thế này đây ha. Cây này về nhà mình là tiếp tục ra hoa ha. Tại hiện bây giờ là nó đang có hoa rất là nhiều rồi nè cô chú anh chị. Đây, có chỗ là nó đã đậu trái luôn rồi nè. Đây, đó, như cái nhánh này nghe cô chú anh chị. Đó, sơ ri ha. Trái mình ăn vô nó chua chua, vị chua chua của cô chú anh chị. Thì mã này mã 5T ạ. À. Cây sơ ri này á cô chú anh chị, em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 900.000. 900.000 em ship toàn quốc cho cô chú anh chị ha. Đây, 900 thôi, bao ship luôn ạ. À. Cây nuôi rất là đẹp luôn ạ, à. Bệnh tàn hết trơn rồi ha. Về là chơi hoa cho trái nè. Hoa nó như hồng ngọc mai vậy đó. Rồi, tiếp theo. Dạ, tiếp theo của cô chú anh chị, em lên mã 6T. Em luôn. Cũng có một cây sori nữa nè cô chú anh chị. Đó. Cây này nhỏ hơn cây hồi nãy ha. Tàn nó gọn mà nó gom tàn luôn ạ. Cây này cũng đang có hoa luôn á cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 46 ạ. À. Còn cái tán dài của cô chú anh chị, em đo từ đây lại đây nghe cô chú anh chị là được 62. Đây này ngay chỗ này nó có hoa luôn rồi nè cô chú anh chị ơi. Đó. Yeah. Sigi này nó già tự ra ha hết rồi cô chú anh chị, về cũng sang chậu ha, rồi mình cho thêm một ít phân hữu cơ bắt đầu nó đậu trái à. Rồi em xin được phép đo cái phần thân ngay chỗ này nha, là được 21 của cô chú anh chị. Thì ngao ra ngay chỗ lớn nha, nó là đơn ba thân như thế này nghe cô chú anh chị. Rồi mã này mã 6T nè, em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái dàn tàn của cây á. Cây sugi này bông rất là nhiều chỗ luôn á cô chú anh chị, nó đang ôm nụ li ti rất là nhiều luôn ha. Thì mã này mã 6T, cây sơ ri này em giao lưu với cô chú anh chị với giá 750 thôi, 750.000 em ship toàn quốc. Thì cô chú anh chị mua hai cây em sẽ bớt lại cho cô chú anh chị 100.000 nữa hết cô chú anh chị. Chậu thì em xin được phép rút chậu hố bầu, mấy chậu xi măng này nó bể hết đó cô chú anh chị nè, nên em bó bầu cho cây nó đi an toàn ạ. Dạ rồi. Dạ rồi, em sang mã 7T, em có một cây nguyệt quế cô chú anh chị. Nguyệt quế lá xoắn hai chùm, cây tàn dáng giống như là cây thông dạ, cây thông Noel gì đó cô chú anh chị. Giót đọt lên trên đây nè. Rồi cây có chiều cao lên đây là được 62. Cái tán dài cô chú anh chị là được 70 ha. Rồi cái phần thân em đo ngay chỗ này. Phần thân ở đây là được 20 với cô chú anh chị. Thân 20 mà cây có đế nha cô chú anh chị. Em để nước dây em hảo đế cho cô chú anh chị gõ là khoảng 40 đi. Phần đế 40 nè, nguyệt quế đế trải dài luôn nè. Mặt nào cũng có đế trơn luôn cô chú anh chị ha. Cây già dữ lắm luôn rồi nè. Thân già 20 cm. Rồi nè cô chú anh chị tham khảo nha. Cốt cành cũng lớn y như cây thông nha. Giót đọt lên trên ha. Mã này mã 7T. Em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn được cái phần tàn của cây nè cô chú anh chị. Đó. Cây này về cô chú anh chị ha, để cho nó có hoa rất là thơm luôn. Rồi mã này mã 7T ha. Cây nguyệt này em giao lưu với cô chú anh chị giá 850 à. 850 bao ship. Đó, bao ship cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị mua cây nhà em từ 2 cây trở lên là em sẽ bớt tiền lại cho cô chú anh chị ha. 850.000 ạ. Dạ rồi. Rồi, em lên tiếp theo là linh sam nè cô chú anh chị. Thì mã này là mã 8T ha, linh sam siêu hoa cô chú anh chị ơi. Cái lô linh sam này em bán hổm dài rất là chạy hàng ha. Cô chú anh chị nào mà chưa mua được thì cứ mua ủng hộ em nha. Đó, mã này mã 8T đang bông luôn đó. Rất là đẹp. Rồi để em đo thông số cho cô chú anh chị gõ ha. Cây có chiều cao lên đây là được 30 với cô chú anh chị. Còn cái tán dài ha là được 60 nè. Bữa nay thì cây nó dáng giống như dáng bay vậy mà cây thăng quái luôn. Rồi em đo sát ở dưới phần thân ở dưới đây là được 18 đó cô chú anh chị. Sát nha, là được 18 ha. Còn ngay cái eo đây thì được 13 cm ha. Thì cây lớn cây nhỏ gì em cũng đo rất là chi tiết để cho cô chú anh chị ước lượng được độ lớn của cây. Đây, cây thân nó quái như thế này đây với cô chú anh chị. Mịn tàn dữ lắm luôn rồi cô chú anh chị ha. Đó, hoa màu tím rất là đẹp. Mã này là mã 8T nha cô chú anh chị. Cây linh sam này em cũng giao lưu với cô chú anh chị với giá là 650 rồi cô chú anh chị. 650.000 cây này quá đẹp rồi. Đó, bao ship cho mình luôn á. Dạ, hai cái chậu ngắm hoa thôi hết cô chú. Rồi, tiếp chị ơi. Rồi, em lên mã 9T này cô chú anh chị. Đó, một cây linh sam luôn. Đó, cây này, đó cây này với cây nãy dáng rất là giống nhau ha. Rồi, để em đo thông số cho cô chú anh chị gõ nha. Cây này có chiều cao lên đây là được 27 cô chú anh chị. Còn cái tán dài em đo từ đây là được 60 nè cô chú anh chị ha. Cũng là linh sam siêu bông luôn.
cô chú anh chị chốt một cặp thì em giảm giá cho mình 100.000 ha. Rồi hoành thân em đo ngay chỗ này là được 16 cm nữa cô chú anh chị, thì cũng nở củ nở đế ra luôn. Rồi em đo, em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn cho rõ được cái cây nha. Cây nào đường thân nó cũng lắc lượng duyên dáng hết trơn luôn, mịn tàn đang hoa luôn á cô chú anh chị. Đây. Rồi cây này nó có một cái phần lõi ở chay nè cô chú anh chị. Đó, nó phần bị chóc da ở đây nè. Đó, chóc da ở đây ha. Đó thôi, nó chị chóc da như thế nên em giảm giá cho cô chú anh chị nha. Cây này thì em bán với cô chú anh chị 550 thôi cô chú anh chị ơi, vì nó có một phần chóc da như thế nha. Thì mua một cặp thì em cũng bớt cho cô chú anh chị 100.000 nữa nha. Đó, cây này là đẹp nha. Tại vì nó chóc da một chút thôi nên em bớt cho cô chú anh chị 100.000 luôn rồi đó. Đó, rồi. 550 mã 9T. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi em sang tiếp với cô chú anh chị. Em sang mã 10T nè, cây linh sam này, cây linh sam dáng dáng bay với cô chú anh chị. Cây này là đẹp nha, duyên dáng. À, thân to đế nở. Cây có chiều cao lên đây cô chú anh chị được 24 nè, tán ngang là được 47 nha. Còn tổng cái tán dài cô chú anh chị là được 67. Cây này là một cây linh sam bay á. Mấy cây linh sam này về cô chú anh chị sang chậu giúp em đi ha, là em bao đẹp với mình luôn. Phần thân cây này thì được 22 á. Cây này là thân to nè cô chú anh chị. Đó, đường thân rất là lắc lượng luôn. Một cây linh sam dáng bay nè cô chú anh chị. Đó. Rồi ha, mịn tàn dữ lắm luôn rồi cô chú anh chị. Em đệm cũng 3 lần dây cho cô chú anh chị hết rồi, nó cốt lớn hết trơn rồi. Đó, mấy này về thì cứ tỉa theo cái tàn có sẵn thôi. Rồi mình sang chậu cô chú anh chị muốn làm hoa thì chờ lá nó già màu xanh đậm á cô chú anh chị. Hả, lật hoa lá ha, rồi có bắt đầu có bông có hoa. Rồi mã này là mã 10T nha. Thì cây linh sam bay này em giao lưu với cô chú anh chị giá 700 đi cô chú anh chị ha. Cây này đẹp nên em giao lưu với cô chú anh chị là 700.000. Thì cô chú anh chị mua 2 cây thì em bớt 100, còn mua 3 cây thì em sẽ bớt nửa cho cô chú anh chị ha. Dạ. Rồi. Dạ rồi, em đổi cây nữa, em ra em sang mã 11T với cô chú anh chị. Em có một cây cần thăng nè. Cây này là mịn tầng. Rồi dáng nó cũng quái luôn á cô chú anh chị. Em đo thông số trước nha. Cây có chiều cao lên đây là được 29. Dạ, cái tán dài của cô chú anh chị là được 55 ha. Chiều cao 29, tán dài 55. Rồi cái phần củ em đo ngay đây là được 34 nghe cô chú anh chị. Đó, phần đế ha. Thì đây nè, rất là mịn tàn luôn. Dễ thương lắm. Đó. Cây này cô chú anh chị cũng sang chậu giúp em đi. Rồi mình muốn là chơi được à, cứ tỉa theo tàn có sẵn thôi. Rất là mịn, cốt cành cũng lớn rồi cô chú anh chị. Mã này mã 11T với cô chú anh chị. Thì cây cần thăng với cô chú anh chị. Cần thăng này em giao lưu với cô chú anh chị với giá hôm nay bán 650 thôi cô chú anh chị, 650.000 thôi. Cây này đẹp quá rồi. Đó, 650 ha. Đài. Dạ. Đẹp. 650. Bao ship cho mình luôn á cô chú anh chị, một gốc cần thăng ha. Dạ rồi. Dạ rồi, em đổi sang cây mã 12T với cô chú anh chị. Nó linh sam. Mã này là linh sam 86 cây rin nè. Cô chú anh chị nào mà thích chơi cái dòng 86 lá nhỏ này ha thì mua cây này ủng hộ em nha. Cây này lá nhỏ mà thuần chậu luôn, đang hoa luôn á. Cây này là bao già với cô chú anh chị ha. Cây có chiều cao lên đây là được 20 rồi nè. Có cái tán dạng đo từ đây qua đây là được 50 á. Mình để trên bàn ngắm qua thôi cô chú anh chị. Hoành thân ở đây nghe là được 16 nè. Rồi, cây cũng có đế xung quanh luôn á. Em nghiêng cho cô chú anh chị nhìn rõ được cái dàn tàn của cây nè. Đó, linh sam 86 cây rin ha. Nuôi tàn mịn như thế này đây nè nghe cô chú anh chị. Rồi, cái phần thương cốt cành ở trong nữa nè cô chú anh chị. Đó, đặc biệt là nó không có bị lũa, không có một chỗ nào hết trơn. Rất là liền lạc cây luôn. Thì cây em cũng đã sang chậu hoàn thiện cho cô chú anh chị rồi. Thì mã này mã 12T ha. Linh sam này em giao lưu với cô chú anh chị với giá là 900.000 thôi. 900 em bao ship cho cô chú anh chị luôn. Chậu này em ship luôn cho cô chú anh chị ha. 900 mà cô 900. Chú anh chị. Dạ. Dạ. Rồi. Rất là đẹp luôn. Luôn chậu luôn cây vậy đó ha. Dạ tiếp vậy. Rồi em sang mã 13T nghe cô chú anh chị. 13T bắt đầu bán mai chiếu thủy trung nu nữa cô chú anh chị ơi. Đó thì cây này, mấy cái này thì em bán hàng ngày luôn cô chú anh chị. Rồi 13T ha, trung nu nè. Em đo thông số đi ạ. À. Cây có chiều cao lên đây được 24 đó cô chú anh chị. Còn cái tán dài là được 50 ha. Chiều cao 24, tán dài 50. Em đo phần thân sát đế đây là được 24 nè. Đo ngay eo là được 15 đó cô chú anh chị. Đó, em nghiêng cho cô chú anh chị xem ha. Tàn thì mịn lắm rồi, khỏi chơi. Cây này nó đang ra lọc non với nụ rất là nhiều luôn. Về nhà cô chú anh chị khoảng một tuần nửa tháng nữa, một tuần 10 ngày thôi là bông hoa nó nở rực hết trơn luôn. Đây nè, phần xương cốt cành ở trong nghe cô chú anh chị, lớn hết trơn luôn. Không có bị gì hết trơn ha. Thân thì nu, rồi mặt cắt thì sắp sửa lành luôn. Thì mã 13T ha. Thì cây mai chiếu thủy trung nu này cô chú anh chị, em giao lưu với cô chú anh chị
hôm nay bán 800 ngàn à cô chú anh chị, 800 mà bao ship cả cây lẫn chậu luôn đó, 13T ha. Yeah. Thì cũng còn một vài cây thôi nên cũng bán giá mềm cho cô chú anh chị xem, rồi yêu thích cây nào thì cứ liên hệ số điện thoại em ủng hộ em ha. Yeah. Dạ rồi, em đổi cây luôn á, em sang mã 14T đó, thì cũng tiếp tục là một cây mai chiếu thủy trung nu luôn đó. Cây này thân to nghe cô chú anh chị, dáng trực nè. Rồi để em đo thông số cho cô chú anh chị gõ ha. Cây có chiều cao lên đây được 24, có tán dại đây là được 54 đó cô chú anh chị. Rồi cái phần thân em đo sát dưới đây là được 22 cô chú anh chị. Thì ngay eo ở đây thì được 17cm nè. Đó, cây nào cũng vậy hết trơn. Cô chú anh chị mà mua cây này về á, mình cứ tỉa tỉa theo tàn có sẵn thôi rồi tưới nước thôi, chứ mình đâu có cần làm gì nhiều đâu cô chú anh chị ha. Thì mình lặt lá giúp em nha, rồi bông hoa nó sẽ tự có ha. Đó, cây này thân to nè, dáng giống như dáng bài vậy cô chú anh chị ha. Chê cây mà biết cây, mấy cây dáng bài đẹp lắm nè, tàn mịn nè, cốt lớn nè, có mặt cắt cũng sắp liền luôn. Rồi 14T hết cô chú anh chị. Thì cây này em cũng giao lưu với cô chú anh chị giá 800 đi. Cô chú anh chị chốt cặp này em bớt cô chú anh chị lấy lọc với em 100 ngàn nữa nha. Còn có 1,5 triệu một cặp thôi mà bao ship luôn cô chú anh chị ha. 1,5 triệu một cặp bao ship 14T ha. Dạ rồi. Rồi em sang mã 15T cô chú anh chị. Rồi còn một cây xài nữa cô chú anh chị ơi. Xài Đài Loan giúp bo tứ quý. Cây này thân nó nhỏ nhưng mà tàn lớn rồi cô chú anh chị. Rồi mấy cây này ha, ra lọc một cái nữa bắt đầu có bông có trái à. Mấy cây nhỏ nhỏ có trái nhìn thích lắm cô chú anh chị. Cây có chiều cao lên đây là được 49 nè, có tán dại đây là được 52 cô chú anh chị. Rồi cái phần thân ở đây nè, phần thân ở đây được 18 ha. Có cái gốc Đài Loan nè, bo tứ quý nha. Em ghép cũng được hai bo cho cô chú anh chị và mịn tàn lắm. Thì mã này mã 15T á. Cây này em bán với cô chú anh chị 400 ngàn, 400 ngàn bao ship cho cô chú anh chị ha. Đó, về cây này thời gian nữa mình sang chậu lớn lớn đi, mịn tàn ra có trái thầm thầm xuống đây nè cô chú anh chị. Đó, rồi 400 ha, mã 15T. Em sang mã 16T cô chú anh chị. Một cây nguyệt quế lá sắn hoa chùm. Rồi, thì lô nguyệt quế này thì còn có một cây này là duy nhất nè cô chú anh chị. Để em đo thông số em báo giá luôn ha. Cây có chiều cao lên đây là được 29, có cái tán dại cô chú anh chị là được 46 ha. Rồi cái hoành thân của cô chú anh chị là được 21 nè. Thì nó có phần chóc da ngay chỗ này nè cô chú anh chị, xử lý tha keo rồi, không có một lửa thêm đâu ha. Nguyệt quế mà cô chú anh chị đừng có lo ha. Rồi mịn tàn dữ lắm luôn rồi nè. Đó, thì mã này là mã 16T ha. Cây nguyệt quế này còn có một cây à cô chú anh chị. Em bán giao lưu với cô chú anh chị giá 450 thôi. Bán cái này là lỗ luôn tiền ship nha cô chú anh chị. 450 bao ship, chậu ship luôn cho cô chú anh chị ha. Nó là chậu xi măng. 450 thôi ha. Dạ, ship luôn cho cô chú anh chị đi. Dạ, dạ rồi, em đổi cây luôn nha. Em lên mã 17T với cô chú anh chị. 17T ha. Thì có một cặp Linh Sam 86. Thì gốc này là gốc sông Hình. Sông Hình nhưng mà cái gốc này là được gọi là sữa thân ha, nuôi từ nhỏ lắm, sữa thân cho nó quái quái như vậy. Rồi mình ghép bo 86 vô, mà ghép nó cũng lâu á cô chú anh chị nên bo nó lớn, cốt lớn nè, mịn tàn lắm luôn á cô chú anh chị. Mấy cây này thì mình để trên bàn mình chơi với cô chú anh chị, nhỏ nhỏ ha, dễ bưng bê. Rồi em đo thông số nha. Cây có chiều cao lên đây 22 cô chú anh chị, còn cái tán ngang ở đây là được 30 á. Thì hai cây thì nó chạc chạc cỡ nhau như vậy nghe. Rồi phần đế đây được 18 rồi cô chú anh chị. Trời ơi cô chú anh chị xem nghe, nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó thấy cưng lắm cô chú anh chị ơi. Như thế này đây nè, về mình sang chậu đây nè, nó mịn tàn như thế nè, đây nè đó, sang chậu thôi rồi rất là đẹp luôn. Rồi một cặp này nghe cô chú anh chị, em giao lưu với mình 800 ngàn đó cô chú anh chị. Đó, cây nhỏ nhưng mà nó già cây với cô chú anh chị nên giá nó phải như vậy mới hợp lý nghe cô chú anh chị, chứ không phải nhỏ là nhỏ tiền ha. Rồi 800, mã 17T 800 cặp Linh Sam này nghe cô chú anh chị, về sang chậu là bao đẹp với cô chú anh chị luôn. Dạ đó. Rồi, 800. Rồi em đổi cây luôn nha cô chú anh chị. Tiếp theo em lên mã 18T. Rồi em còn một cây mai chiếu thủy với cô chú anh chị. Đó, mai chiếu thủy này là sắp đế nè, cũng đang bông luôn, cũng vô chậu hoàn thiện rồi về để chậu gì chơi luôn. Cây có chiều cao lên đây là 22, có tán dài là được 41 với cô chú anh chị. Dáng trực, đế sắp, tàn đa. Rồi hoành thân đây được 22 á, còn đế nè, xung quanh mặt nào cũng có hết trơn. Em nghiêng cho cô chú anh chị tham khảo được dàn tàn ha. Đó. Rồi 18T nghe cô chú anh chị. Mai chiếu thủy này em bán với cô chú anh chị 600 mà. 600 bao ship cây với chậu luôn. Thì mua hai cây là sẽ bớt được 100 ngàn nữa nha cô chú anh chị. Vẫn bao ship cho mình đó. Mấy cây này là em bán giá thanh lý vườn không mà cô chú anh chị ha. Rồi 600 ngàn, mã 18T, một cây mai chiếu thủy ha. Thì
đây là mã cuối clip của Bonsai Quy Hoàng nhà em hôm nay luôn đó cô chú anh chị. Em chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ em trong những clip trước ha. Rất mong nhận được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong clip này ha. Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây trong clip sắp tới ạ. Em xin chào ạ. Dạ rồi, con cũng kính chào cô chú. Rất mong cô chú xem kênh, đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để tiếp tục theo dõi, nhận được nhiều clip mới trên kênh ha. Con chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.